thành phần chính của sản phẩm chính là dịch ốc sen vàng. Nó có một cái công dụng đó chính là tái tạo bề mặt da, loại bỏ được những tế bào chết và đồng thời nó phục hồi được những hư tổn cho da, làm mờ đi sẹo do thâm nám, do sẹo rỗ hoặc là những cái vết thương nhỏ ở trên da. Đồng thời nó cũng giảm được những cái nếp nhăn, như những cái rãnh nhăn như dưới mắt, vết chân chim, vết quanh miệng vân vân, và thu nhỏ được lỗ chân lông, làm cho da mình nó giảm đi mức độ chảy xệ, săn chắc hơn rất là nhiều. Thì bên cạnh cái thành phần đó còn có một thành phần vô cùng quý giá khác, đó chính là nhân sâm trắng. Thì nhân sâm trắng nó giúp cho làn da trắng khỏe và hồng hào từ bên trong. Ngoài ra thì sản phẩm còn có cái thành phần chống nắng, giảm kích ứng, và đồng thời là các bạn có thể sử dụng là một lớp lót trước khi trang điểm, vì sản phẩm này nó cũng có một cái chất tạo thành một cái rào trắng để bảo vệ cho da. Về cái cách sử dụng thì nó vô cùng đơn giản, là các bạn cũng phải thực hiện qua hai bước làm sạch da, đó chính là tẩy trang và sự rửa mặt. Sau đó thì nếu mà các bạn có lotion hoặc là toner thì các bạn nên sử dụng để da chúng ta được sạch sâu, và sau đó tạo đường dẫn cho chất dinh dưỡng được vào hấp thụ tốt hơn trên da. Nếu mà các bạn có những cái serum chuyên đặc trị thì sẽ sử dụng bước trước bước kem này, và bước cuối cùng các bạn sẽ sử dụng kem này, bôi một lượng kem nhỏ và bôi massage đều trên da. Bạn sẽ dùng muỗng để lấy kem ha. Thì các bạn sẽ massage đều để kem có thể thấm và hấp thụ ở trên da. Thì cái chất kem này nó vô cùng mượt luôn và không hề bí, và cái cảm giác khi mà bôi lên thì nó rất là mát và mùi thơm thì cực kỳ dễ chịu. Các bạn có thể thấy rõ là da đã sáng bật lên một tông chỉ sau một lần sử dụng.